Chào mừng bạn đến với kênh Khám phá Du lịch. Trong video này, Khám phá Du lịch sẽ cùng bạn khám phá top 10 điều bí ẩn và những câu chuyện ma mị ít ai biết tại Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam. Điều bí ẩn đầu tiên trong video này mà Khám Du lịch muốn nói đến đó là bí ẩn rắn biển khổng lồ tại Vịnh Hạ Long. Theo các tài liệu lịch sử của người Pháp, từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, đã có nhiều báo cáo về sự xuất hiện của loài rắn biển khổng lồ trong Vịnh Hạ Long. Trong một báo cáo của Đại úy La Crescille vào tháng 7 năm 1897, chỉ huy pháo thuyền Avalanche, các thủy thủ đã ghi nhận việc quan sát được hai con vật kỳ lạ trên Vịnh Hạ Long. Các con vật này được mô tả có thân dài khoảng 20 mét, cổ có lông mịn phủ và đường kính thân chừng 2 mét. Chúng di chuyển bằng cách uốn lượn giống như rắn. Một số thủy thủ đã cố gắng bắn chúng nhưng không thành công do khoảng cách xa và chỉ khiến chúng lặn sâu vào đáy biển. Vào ngày 24 tháng 2 năm 1898, lại có các thủy thủ báo cáo rằng họ phát hiện hai con vật trước mũi tàu và truy đuổi chúng trong 35 phút. Khi chỉ còn cách khoảng 200 mét, Đại úy La Crescille đã nhìn thấy rõ đầu của một con vật có hình dạng giống như đầu hải cẩu nhưng lại lớn gấp đôi. Một trường hợp khác là vào sáng sớm ngày 12 tháng 2 năm 1904, Đại úy Perron, thuyền trưởng tàu Chaternaut, đã nhìn thấy một mỏm đá và tin rằng đó là một con cá lớn, nhưng khi tiến lại gần thì con vật biến mất. Perron đã thả một chiếc cano xuống nước để đuổi theo, hy vọng sẽ quan sát được con vật, nhưng thay vào đó, khi gần cát bà, ông đã nhìn thấy hai con vật hình dạng giống như cá trình khổng lồ, màu da đá với những đốm màu vàng nhạt. Chúng chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc trước khi lặn sâu xuống đáy biển. Ngoài người Pháp, cũng có những ngư dân đánh cá trên Vịnh Hạ Long kể lại rằng từ nhiều thập kỷ trước, họ đã chứng kiến những con vật khổng lồ tương tự. Một trong số họ là ông Nguyễn Đình Huy từ Hải Phòng, người kể lại rằng ông đã gặp loài rắn biển này vào năm 1980. Ông đã chạm trán với một con vật có phần lưng nổi lên dài khoảng 5 mét khi đánh cá cùng một nhóm người trên biển. Bí ẩn thứ hai mà Khám phá Du lịch muốn nói đến trong video này đó là có thực sự tồn tại kho báu của quân Mông Cổ dưới đáy Vịnh Hạ Long. Tạp chí Xưa và Nay của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã đăng một bài viết của tác giả Hồ Đắc Duy, trong đó đưa ra những giả thuyết đầy hấp dẫn về việc có thể tồn tại một kho báu của quân Mông Cổ dưới đáy Vịnh Hạ Long. Tác giả này lập luận rằng sau trận đánh năm 1288, đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ bị quân dân nhà Trần đánh bại, và ngoài lương thực, rất có thể đoàn này còn chở theo các vật dụng quý giá như đồ gốm sứ và có lẽ còn nhiều hơn nữa. Bởi vì chưa có cuộc khảo sát chính thức hoặc hoạt động khai quật khảo cổ nào được tiến hành dưới đáy biển, vấn đề này vẫn là một bí mật mà Vịnh Hạ Long giữ trong lòng. Năm 2004, một số thợ lặn tại Cái Rồng khi thực hiện nhiệm vụ lặn biển để khai thác hải sản đã phát hiện một chiếc tàu gỗ đắm trên Vịnh Bái Tử Long. Trong tàu này, họ đã tìm thấy các mảnh đồ gốm và sứ như bát, đĩa, âu. Sự phát hiện này đã gây ra sự chú ý lớn trong cộng đồng nghiên cứu và người dân địa phương. Sau khi được giám định bởi tiến sĩ Phạm Quốc Quân, giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, các hiện vật này được xác định là có xuất xứ từ Trung Quốc và niên đại cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, do sự quan tâm đến việc kiếm sống hơn là tìm kiếm các đồ cổ, các thợ lặn đã quyết định không trở lại khu vực tàu đắm, nơi mà các xoáy nước nguy hiểm đã gây ra nhiều rủi ro. Điều này làm cho câu chuyện về kho báu dưới đáy Vịnh Hạ Long vẫn còn nhiều bí ẩn và hấp dẫn. Điều bí ẩn thứ ba về Vịnh Hạ Long mà Khám phá Du lịch muốn nói đến trong video này đó là Động Thiên Cung, một thiên đàng bí ẩn trên Vịnh Hạ Long rộng bao nhiêu. Động Thiên Cung là một trong những điểm đến nổi tiếng và hấp dẫn nhất trên Vịnh Hạ Long, một trong những di sản thiên nhiên kỳ diệu của thế giới được UNESCO công nhận. Động Thiên Cung nằm trên hòn đầu gỗ, thuộc quần đảo đảo Bái Tử Long, với một vẻ đẹp tự nhiên, kỳ diệu và mê hoặc. Động Thiên Cung có diện tích rộng khoảng 10.000 m², với hệ thống hẻm đường lớn và các hốc đá, tạo nên một không gian phức tạp và huyền bí. Khi bước vào động, du khách sẽ được đắm chìm trong sự huyền bí của những hình thái đá và ánh sáng tự nhiên từ các khe hở trên trần động. Các hình thái đá bên trong được tạo thành qua hàng triệu năm, tạo ra những hình ảnh độc đáo và phong phú như rồng, phượng hoàng, sư tử và nhiều hình thái tự nhiên khác. Với không gian rộng lớn và kiến trúc độc đáo, Động Thiên Cung thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm đến tham quan và khám phá. Đây không chỉ là một điểm du lịch nổi tiếng trên Vịnh Hạ Long mà còn là một trong những điểm đến đầy ấn tượng và thú vị của du khách khi đến với Việt Nam.
Điều bí ẩn thứ tư trong video này đó là nét đẹp bí ẩn của làng chài Cửa Vạn, Vịnh Hạ Long. Làng chài Cửa Vạn là một trong những điểm đến đặc biệt và đẹp mắt tại Vịnh Hạ Long, Việt Nam. Với vẻ đẹp bí ẩn và cuốn hút của mình, làng chài này thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm đến tham quan và khám phá. Làng chài Cửa Vạn nằm tại Vịnh Lan Hạ, cách trung tâm thành phố Hạ Long khoảng 20 km về phía đông bắc. Điều đặc biệt của làng chài này là các căn nhà gỗ truyền thống của ngư dân được xây dựng trên các thảo nguyên đá và được nâng cao trên cọc tre, tạo ra một cảnh quan hết sức độc đáo và đẹp mắt. Cảnh quan ở làng chài này không chỉ là những căn nhà gỗ mà còn là những chiếc thuyền nhỏ, những lưới cá và những con đường nhỏ xanh mướt nối liền các khu dân cư. Đặc biệt, vào buổi hoàng hôn, khi ánh nắng mặt trời dần khuất sau dãy núi, làng chài Cửa Vạn trở nên thêm phần bí ẩn và lãng mạn. Ngoài vẻ đẹp tự nhiên, làng chài Cửa Vạn còn là nơi du khách có cơ hội tìm hiểu văn hóa truyền thống của người dân địa phương như cách làm mạn, đánh cá và các nghề truyền thống khác. Du khách cũng có thể thưởng thức những món ăn hải sản tươi ngon và tham gia các hoạt động như đi câu cá, thăm nhà thờ Bà Trùm hoặc tham quan các điểm du lịch lân cận như đảo Tuần Châu hay hang Sừng Sốt. Với vẻ đẹp bí ẩn, quyến rũ và không gian yên bình, làng chài Cửa Vạn là điểm đến tuyệt vời cho những ai muốn khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp độc đáo của Vịnh Hạ Long và văn hóa dân tộc Việt Nam. Điều bí ẩn về Vịnh Hạ Long thứ 5 trong video này đó là dưới đáy của Vịnh Hạ Long có gì bí ẩn? Đáy của Vịnh Hạ Long, Việt Nam là một trong những điểm đến đầy hấp dẫn và bí ẩn của khu vực này. Dưới sâu nước của Vịnh, có một thế giới đầy sắc màu và huyền bí, với sự đa dạng của đáy biển, hệ sinh thái dưới nước và những di tích tự nhiên kỳ diệu. Một trong những điều đặc biệt của đáy Vịnh Hạ Long là hệ sinh thái dưới nước phong phú và đa dạng. Đây là nơi cư trú của nhiều loài cá, tôm, sò điệp và sinh vật biển khác, tạo nên một môi trường sống phong phú và hấp dẫn cho các nhà nghiên cứu và người yêu thích hoạt động dưới nước như lặn biển và thám hiểm. Ngoài ra, đáy của Vịnh Hạ Long còn chứa đựng nhiều bí mật và di tích tự nhiên kỳ diệu. Có những hang động dưới nước lớn nhỏ với hệ thống hốc đá phức tạp và động đá đẹp mắt, tạo nên những cảnh quan huyền bí và hấp dẫn. Những di tích này là kết quả của hàng triệu năm qua đá được hình thành và tạo ra bởi sự phong phú và đa dạng của địa chất và địa hình. Ngoài ra, đáy Vịnh Hạ Long còn chứa đựng nhiều câu chuyện và truyền thuyết của người dân địa phương. Theo truyền thuyết, nhiều nơi dưới nước của Vịnh được cho là có những linh vật và thần thoại bí ẩn. Điều này tạo ra một không gian huyền bí và lãng mạn cho các du khách khi khám phá và thám hiểm đáy biển. Tóm lại, đáy của Vịnh Hạ Long không chỉ là một nơi đẹp và hấp dẫn cho du khách và những người yêu thích hoạt động dưới nước, mà còn là một điểm đến kỳ diệu và bí ẩn, đầy những điều chờ đợi để được khám phá và khám phá. Điều bí ẩn thứ 6 về Vịnh Hạ Long mà khám phá du lịch muốn nói đến là các cổ vật được tìm thấy bên dưới đáy Vịnh Hạ Long. Các cổ vật được tìm thấy dưới đáy Vịnh Hạ Long, Việt Nam là những phần của di sản văn hóa và lịch sử có giá trị lớn, giúp ta hiểu sâu hơn về quá khứ của vùng đất này. Vịnh Hạ Long nổi tiếng với các hang động và hệ thống đá vôi phong phú. Trong quá trình khai thác và khám phá, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy nhiều cổ vật như gốm, sứ và các công cụ làm bằng đá. Các đồ vật như gốm, sứ, gốm và đồ đá là những dấu vết quan trọng của các nền văn minh cổ đại đã từng sinh sống và hoạt động tại vùng đất này. Các cổ vật này giúp ta hiểu được lối sống, văn hóa và nghệ thuật của những cộng đồng người xưa. Vịnh Hạ Long từng là một tuyến đường thương mại sôi động, nơi các tàu thuyền từ khắp nơi đến giao thương và trao đổi hàng hóa. Do đó, dưới đáy biển có nhiều tàn tích của các tàu thuyền cổ, như các cấu trúc gỗ, gốm sứ và các đồ vật khác từ thời kỳ cổ đại. Trong quá trình khai quật và nghiên cứu, cũng đã phát hiện ra nhiều đồ vật từ các thời kỳ lịch sử khác nhau, như các đồ vật của triều đại Lý, Trần, Lê và Nguyễn. Điều này cho thấy sự đa dạng và phong phú của lịch sử và văn hóa của khu vực. Những cổ vật được tìm thấy dưới đáy Vịnh Hạ Long không chỉ là những mảnh vỡ của quá khứ, mà còn là những kho báu vô giá giúp ta hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa của khu vực này. Điều bí ẩn thứ 7 về Vịnh Hạ Long trong video này đó là bí ẩn những cánh rừng già tại Vịnh Hạ Long. Những cánh rừng già tại Vịnh Hạ Long, Việt Nam mang trong mình một vẻ đẹp bí ẩn và huyền bí, là điểm nhấn độc đáo trong cảnh quan tự nhiên của khu vực này. Một số cánh rừng già ở Vịnh Hạ Long được cho là có tuổi đời hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Sự cổ xưa và lịch sử phát triển của những cây cổ thụ này tạo nên một vẻ đẹp bí ẩn và uy nghiêm,
làm cho du khách cảm thấy như đang bước vào một thế giới khác. Một số cánh rừng già tại Vịnh Hạ Long có độ dày và độ phức tạp cao, với những tầng lá, cây và cỏ bao phủ. Điều này tạo ra một không gian rừng phong phú và rất phong phú sinh học, thu hút sự quan tâm của những nhà nghiên cứu và nhà bảo tồn tự nhiên. Trong những cánh rừng già này, có sự đa dạng về loài cây, loài chim, loài động vật và các loài sinh vật khác. Đây thực sự là một môi trường sống phong phú và đa dạng, nơi mà các loài sinh vật có thể phát triển và tồn tại. Sự kết hợp của ánh sáng mặt trời, màn sương dày đặc và bầu không khí ẩm ướt tạo ra một cảnh quan huyền bí và đầy sức hút. Những ánh sáng lấp lánh và bóng tối kỳ ảo của rừng tạo ra một bức tranh tự nhiên đầy mê hoặc và bí ẩn. Những cánh rừng già tại Vịnh Hạ Long không chỉ là nơi sinh sống của hàng nghìn loài sinh vật, mà còn là một điểm nhấn độc đáo và bí ẩn trong vẻ đẹp tự nhiên của khu vực này, thu hút sự chú ý của du khách và nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới. Điều bí ẩn thứ 8 về Vịnh Hạ Long trong video này mà khám phá du lịch muốn nói đến đó là bí ẩn loài động vật kỳ lạ tại Vịnh Hạ Long. Trong Vịnh Hạ Long, Việt Nam, có nhiều câu chuyện và truyền thuyết về những loài động vật kỳ lạ và bí ẩn. Một trong những loài động vật được cho là kỳ lạ và gây nhiều tò mò là rùa Hạ Long, một loài rùa khổng lồ được cho là sinh sống dưới nước sâu của vịnh. Rùa Hạ Long được mô tả là một loài rùa khổng lồ có thể đạt đến kích thước lớn nhất trong số các loài rùa hiện nay. Có những báo cáo và chứng kiến cho thấy đã có những phát hiện về sự tồn tại của loài rùa này trong vịnh, nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều điều bí ẩn và chưa được khám phá. Nhiều người tin rằng rùa Hạ Long có thể là một loài rùa khổng lồ đã tuyệt chủng từ lâu và chỉ còn lại trong các huyền thoại và truyền thuyết. Tuy nhiên, cũng có những bằng chứng và tuyên bố cho rằng loài rùa này vẫn có thể tồn tại dưới nước sâu của vịnh, tránh được sự quan sát của con người do môi trường sống của chúng. Sự bí ẩn và huyền bí của rùa Hạ Long đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu và nhà thám hiểm, và nhiều nỗ lực đã được tiến hành để tìm kiếm và khám phá về loài động vật này. Tuy nhiên, cho đến nay, rùa Hạ Long vẫn là một trong những bí ẩn lớn của Vịnh Hạ Long, làm cho nơi đây trở nên hấp dẫn và kỳ lạ đối với du khách và nhà nghiên cứu. Điều bí ẩn thứ 9 về Vịnh Hạ Long trong video này mà khám phá du lịch muốn nói đến là câu chuyện bí ẩn về hang Trinh Nữ, Vịnh Hạ Long. Câu chuyện về hang Trinh Nữ là một trong những truyền thuyết bí ẩn và hấp dẫn nhất của Vịnh Hạ Long, Việt Nam. Theo truyền thuyết, vào thời kỳ xa xưa, khi nước Việt Nam vẫn còn trong thời kỳ đất nước mới được hình thành, đã có một cuộc chiến tranh lớn diễn ra giữa những người dân địa phương và quân đội xâm lược. Trong lúc chiến tranh đang gay gắt, một nàng công chúa xinh đẹp và dũng mãnh tên là Trinh Nữ quyết định dẫn dắt nhân dân đánh đuổi quân thù và bảo vệ đất nước. Trinh Nữ và đoàn quân của mình đã bảo vệ thành công đất nước khỏi sự xâm lược. Tuy nhiên, trong một trận chiến quyết định, Trinh Nữ đã hy sinh để bảo vệ đất nước và nhân dân của mình. Theo truyền thuyết, sau khi hy sinh, xác của Trinh Nữ được chôn cất trong một hang động ẩn mình ở Vịnh Hạ Long, nơi được gọi là hang Trinh Nữ, để tưởng nhớ và tôn vinh sự dũng cảm của nàng công chúa. Hang Trinh Nữ từ đó trở thành một điểm tham quan và tín ngưỡng của người dân địa phương, cũng như của du khách. Nơi đây mang trong mình một không gian yên bình, ẩn mình trong những cánh rừng già và những tảng đá vôi kỳ diệu của vịnh, tạo nên một bức tranh đẹp mắt và đầy cảm xúc. Dù có thật hay không, câu chuyện về hang Trinh Nữ vẫn là một phần quan trọng của văn hóa dân gian và du lịch ở Vịnh Hạ Long, tạo ra một không gian bí ẩn và lãng mạn cho du khách khám phá và tưởng niệm. Điều bí ẩn thứ 10 về Vịnh Hạ Long trong video này đó là bí ẩn hang đầu gỗ, Vịnh Hạ Long. Hang đầu gỗ là một trong những điểm đến đặc biệt và bí ẩn nhất của Vịnh Hạ Long, Việt Nam. Hang đầu gỗ nằm ở phía bắc của Vịnh Hạ Long, trên hòn đầu gỗ, một trong những hòn đảo nổi tiếng của khu vực. Hang này có vị trí thuận lợi, gần các tuyến du lịch chính và là điểm dừng chân phổ biến cho các tour tham quan vịnh. Hang đầu gỗ có hệ thống hang động phong phú và phức tạp, với những hốc đá, đá vôi và những mê cung đá kỳ lạ. Đặc biệt, hang này được đặt tên theo hình dáng của một đầu gỗ, tạo ra một cảm giác độc đáo và thú vị cho du khách khi khám phá. Tên gọi hang đầu gỗ mang theo nhiều câu chuyện và truyền thuyết bí ẩn. Theo một truyền thuyết, hồi xưa có một cây gỗ lớn mọc ở vị trí hang này, tạo nên một bức tranh tự nhiên đẹp mắt và kỳ diệu. Tuy nhiên, cây gỗ này đã bị cưa hạ và chỉ còn lại những tàn tích, nhưng tên gọi hang đầu gỗ vẫn được sử dụng để tưởng nhớ về sự độc đáo và bí ẩn của nơi này. Hang đầu gỗ không chỉ là một điểm tham quan độc đáo,
mà còn là nơi mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách khi khám phá. Các hướng dẫn viên địa phương thường kể lại những câu chuyện và truyền thuyết về hang này, tạo ra một không khí huyền bí và lãng mạn. Hang Đầu Gỗ không chỉ là một địa điểm tham quan phổ biến của Vịnh Hạ Long, mà còn là một điểm đến đầy bí ẩn và lôi cuốn, thu hút sự quan tâm và khám phá của du khách từ khắp nơi trên thế giới. Bên trên là top 10 bí ẩn về Vịnh Hạ Long. Nhớ subscribe cho kênh để nhận video mới sớm nhất nhé. Chân thành cảm ơn các bạn.